Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023. Và đối với tôi thì đó là một ngày lịch sử, xin thưa với các bác. Và buổi trưa nay thì tôi chia sẻ bật mí với các bác trong cái vụ án Trần Hùng thì tôi có nói rằng là chậm nhất thì trong tuần này hoặc là nhanh thì trong tuần này hoặc là chậm nhất là đến tháng 1 thì sẽ có một cái tin rất vui đối với mọi người trên kênh Trang Trang TV. Và buổi chiều nay thì tin ra có thể nói rằng là nhanh hơn là mong đợi. Và thật sự trên kênh Trang TV có lẽ là nhiều người cũng đã biết và rất rõ một cái mối, có đáng thì nói là mối quan hệ nhân quả. Cách đây khoảng 3 năm mà khi đó tôi suốt 23 tháng trời lúc nào cũng phải chuẩn bị cái tâm lý là mình có thể bị đưa đi bất cứ lúc nào, bởi vì tôi biết rằng là tôi đụng vào một cái gì đó nó khá là lớn. Ngày hôm nay xin thưa với các bác, ông Trần Tuấn Anh thì xin thưa các bác là, và ông Trịnh Đình Dũng, đặc biệt là Trần Tuấn Anh đã đến cái mức độ là kỷ luật, đến mức độ là phải kỷ luật. Đó là thông báo mới nhất được đưa ra trong ngày hôm nay. Mong các bác tích cực ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Một cái tin có thể nói rằng là rung chuyển, chấn động. Bởi vì ông Trần Tuấn Anh, sau khi mà mặc dù có rất nhiều bê bối, nhưng ông vẫn đắc cử vào vị trí là Ủy viên Bộ Chính trị. Câu chuyện của Trần Tuấn Anh thì trước Đại hội 13, nhưng sau đó thì các bác có thể thấy và ông đã đắc cử vào Ủy viên Bộ Chính trị. Và từ đó là một cái chuỗi ngày có thể nói rằng là rất kinh khủng đối với tôi. Đây là thông báo mới nhất. Vi phạm của ông Trần Tuấn Anh, Trịnh Đình Dũng đến mức phải kỷ luật. Đó là thông báo mới nhất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ những vi phạm của ông Trần Tuấn Anh, nhiều cán bộ của Bộ Công Thương và ông Trịnh Đình Dũng. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 thì chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì cuộc họp thứ 34 của Ủy ban xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, trong lập thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên thì đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thì thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục vụ liên quan và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quản lý Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Phụ trưởng Bộ Tổ chức Cán bộ. Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng tái tạo. Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Phương Hoàng Kim, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững. Nhân vật Phương Hoàng Kim này là một nhân vật rất đặc biệt, xin thưa với các bác. Như thường lệ, tôi nhắc những nhân vật đặc biệt để các bác có thể lưu ý. Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng. Lý Quốc Hùng, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trên thì còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ
2015-20, 20-25 và các ông là Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Bưu bán điện. Những vi phạm nêu trên thì đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn đến tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và cấp ủy, tổ chức đảng một số bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Và đó là toàn văn. Xin thưa các bạn, tôi đã chia sẻ với các bác rất nhiều lần về điện. Và thật sự, đối với tôi, nó phải ngang với tội phản quốc. Bởi vì nó sẽ tạo ra một kẽ hở để từ đó các thế lực có thể nói rằng là trên kênh Trang TV có 4 thế lực. Thì trong đó nó tạo kẽ hở để mà các thế lực có thể nói rằng là chống phá. Họ có thể là thao túng cái ngành, đặc biệt là ngành truyền tải điện. Có nhiều cái rất là bất thường được xảy ra và xin thưa với các bác rằng là phải có ai đó chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi không rõ nhiều người khi mà quy kết trách nhiệm của tôi trong cái việc mà từ xử phạt liên quan tới một số thông tin mà họ cho rằng là sai sự thật, một số thông tin họ cho rằng là không đúng. Và 20 triệu nào các bác còn nhớ. Và một quãng thời gian bi kịch trong cuộc sống của tôi mà rất nhiều người cũng đã nắm và đó rõ. Bây giờ họ sẽ cảm thấy thế nào? Ông Trần Doanh thì sau đó vẫn lên làm Ủy viên Bộ Chính trị. Và thật sự rằng là với cái nếu như không phát hiện ra hoặc là thấy nhưng mà không xử lý thì có thể rằng là như thế nào đó. Rất nhiều nhân vật trong chỗ này, từ Trần Hữu Linh cho tới rằng là Lý Quốc Hùng, rồi rất nhiều đến mức phải xử lý kỷ luật. Thì ở đây á, tôi dự đoán rằng là bởi vì nhiều khi là quá to quá lớn cho nên rằng là từ từ mới xử lý, nhưng với mức độ như vậy thì có thể rằng là sẽ bị xử lý kỷ luật là cảnh cáo. Và tôi chỉ mong muốn một cái điều như thế này trong cuộc sống ấy các bác ạ. Đúng như lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói, nhưng tiếng nói trung thực nhưng phải quả cảm, phải dũng cảm. Bởi vì nếu như không cẩn thận thì mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Dũng cảm ở chỗ đó. Bao nhiêu tiếng nói trung thực quả cảm, nhưng mà số phận của họ có tốt đẹp gì đâu. Đúng không? Và thật sự trong giờ phút thế này thì tôi cảm thấy có thể nói rằng là rất là xúc động. Rất là xúc động. Không biết nói thế nào với các bác mọi người nữa. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn có những cái dấu hiệu và rất nhiều người nhìn ra từ trước. Thế nhưng mà chúng ta phải ngậm đắng nuốt tay để mà cuối cùng những người đó thì càng ngày càng lên chức cao hơn. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo thì biết thế nào được. Một ngày nào đó khi tới cái thời điểm thích hợp, nó hội đủ điều kiện thì họ cũng sẽ phải trả giá cho những cái của mình mà thôi. Kinh doanh TV thì nói thật với các bác rằng là chưa hết nguy hiểm đâu. Chưa hết nguy hiểm đâu. Thật sự là các bác như thế. Nhưng mà dù sao với những kết quả như thế này thì tôi cũng cảm thấy rằng là rất đáng. Rất đáng. Kể cả mình có bị làm sao đi đó đi chăng nữa thì nó cũng rất đáng. Và nếu như đáng nhẽ thì nó phải là từ lâu rồi chứ không phải là mới như bây giờ nữa. Và rõ ràng cái câu chuyện về những cái sự vụ chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ. Bởi vì đến một thằng YouTuber vớ vẩn như tôi, một thằng YouTuber có thể nói là vớ vẩn như mình còn có thể biết được, mà tại sao rất nhiều người không biết và cuối cùng vẫn cứ lên chức cầm mầm và thậm chí vào những vị trí cấp rất cao, thì chúng ta phải thật sự chúng ta suy nghĩ. Thật sự chúng ta phải thật sự chúng ta suy nghĩ để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn từ các đại án cho tới việc công tác cán bộ, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được.
Cái vấn đề là có cơ chế nào để ngăn cản hay không? Hay có cơ chế nào để bảo vệ những người như tôi hay không? Và những người khác giống như tôi hay không? Đúng không? Tôi tin rằng là ông Trần Hùng ở trong ngày hôm nay, chắc tầm khoảng tầm tối nay sẽ nhận được tin và chắc chắn là Trần Hùng sẽ rất vui. Trần Hùng sẽ rất vui. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.